là con gái, chắc chắn ai cũng muốn mình luôn đáng yêu và rạng rỡ trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Nhưng sự thật thì không phải ai cũng sở hữu nhan sắc tự nhiên, là nhìn nên mong muốn ngày càng đẹp hơn là nhu cầu vô cùng chính đáng của chị em. Bởi vậy mà họ đua nhau giảm cân, đổi mới phong cách ăn mặc và cả nhờ vào dao kéo cũng chỉ để thỏa mãn nhu cầu của mình. Nhưng bên cạnh đó, nhiều chị em cũng áp dụng một cách làm đơn giản, dễ dãi lại hữu hiệu hơn rất nhiều. Đến đây đáp án có lẽ đã xuất hiện trong đầu nhiều người rồi, chính là trang điểm. Bởi sự thật là con gái có thể biến thành hai người khác nhau chỉ với lớp trang điểm sương sương. Thế nên dù sao đi chăng nữa, con gái quý mà, cứ phải một lần make ung lồng lộn vào thế hệ thấy phiên bản thân có thể đáng yêu đến cỡ nào. Từ một cô nàng bình kém cỏi bỗng quá đẹp đẽ sau khi trang điểm. Mà có ai đoán được cô nàng bao nhiêu tuổi không? Là 30 đấy à? Thật không thể tin được. Ảnh Hương Vũ. Kinh ngạc chưa? Mọi khuyết điểm trên gương mặt biến mất sạch sẽ sau khi make ung lung. Ảnh Phạm Lan Anh. Đẹp, đẹp nữa, đẹp mãi chính là kim chỉ nam cho các chị em rồi còn gì. Ảnh Bùi Hoài Linh. Đường nét trên gương mặt vẫn còn nguyên nhưng người chơi có thừa nhận rằng sau khi trang điểm, cô nàng sắc sảo và đẹp đẽ hơn rất nhiều không? Ảnh Hương Giang. Ở nhà đầu bù tóc rối như thế nào cũng được nhưng ra đường là phải lồng lộn. Ối. Ảnh V. B. T. T. Không phải quá cầu kỳ mà chỉ cần make ung sương sương thế này cũng đã xinh trông thấy rồi đây này. Ảnh Nguyễn Hạnh. Hoặc như câu người chơi này, dù đã có nét sẵn rồi nhưng trang điểm vẫn làm đổi mới không ít đấy thôi. Ảnh Phương Chi.